Mấy hôm rồi thì mình tập trung mình chuyển nhà các cửa các thứ, thế là mình cũng hơi bận và mình cũng không có like được nhiều. Nhưng mà có một cái câu chuyện mình cần kể với các bạn nghe. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà mình nghĩ là mình nên kể, bởi vì nó sẽ là một cái kinh nghiệm chia sẻ để cho những cái bạn nào đi thuê nhà, để tránh vào cái trường hợp giống như của tôi. Tôi suýt nữa thì bị lừa đảo. Và cái hình thức lừa đảo của nó cực kỳ chuyên nghiệp nha các bạn. Tôi suýt nữa mất mấy chục triệu tiền nhà vì một cái hành vi lừa đảo như này này. Như các bạn đã biết thì mình cũng đang dục dịch chuyển nhà khoảng tầm nửa tháng nay rồi. Và mình cũng rất may mắn là mình tìm xong nhà mới rồi. Và chuẩn bị sẽ chuyển nhà trong ngày mai thôi. Và sẽ có vlog chuyển nhà cho các bạn xem nhé. Thì các bạn biết không, đây là cái hình thức lừa đảo mà tôi nghĩ là lần này là tôi gặp cũng không phải là lần đầu tiên về cái trường hợp lừa đảo kiểu thuê nhà như này. Ngày trước cũng có nhiều rồi, nhưng lần này là một cái lần nó còn tinh vi hơn thế các bạn ạ. Cái hành vi lừa đảo này nó xuất hiện như sau. Đầu tiên nhá, là mình đi thuê nhà thì mình có tìm hiểu qua một vài người môi giới. Các bạn cần chú ý, những các bạn mà đi thuê nhà chúng tôi thì cần chú ý nhé. Đây là cũng là một cái hành vi lừa đảo cực kỳ nguy hiểm luôn đấy, mà nó tinh vi vậy đấy. Thì tôi cũng có đi tìm hiểu, tôi tìm qua một vài cái người môi giới ấy. Và cái người môi giới đấy thì họ có cái trách nhiệm là họ sẽ cho mình xem những cái căn nhà mà mình cảm thấy mình ưng hay không để mình chọn. Thì tôi có gọi điện và họ cũng cho tôi gửi ảnh để tôi xem một vài căn. Tức là họ gửi cho tôi xem một vài căn và họ cũng có cho tôi đi xem nhà. Thì tôi cũng không biết là vì lý do tại sao mà họ cho tôi xem được nhà. Thế nhưng mà cái vấn đề là một chỗ như này này. Khi mà tôi xem nhà xong và tôi cũng lựa chọn được một vài cái căn mà tôi rất là ưng và tôi chốt với họ, tôi bảo là à, cái nhà này rất là ok chị ạ, chị có thể cho em thuê cái nhà này đi để làm thủ tục và giấy tờ. Thì sau khi mà tôi làm thủ tục giấy tờ thì bắt đầu là họ sẽ làm cho tôi, họ yêu cầu tôi gửi thông tin cá nhân của tôi này, rồi bắt đầu là họ hỏi công việc các thứ, thì tôi cũng trình báo tất cả mọi thứ cho họ xem thôi. À, và bắt đầu là họ ký, họ viết cho tôi một cái bản hợp đồng gọi là hợp đồng thuê nhà. Ừ, hợp đồng thuê nhà đấy các bạn. Thế nhưng mà lúc mà bắt đầu tôi chuẩn bị ký kết và chuẩn bị giao tiền ấy, thì rất là may mắn là tôi có một người anh và anh ấy bảo tôi rằng là mày phải từ từ, mày phải kiểm tra check kỹ lại đã và hỏi thông tin nhà cửa này là như thế nào. Bởi vì thú thật là tính tôi là thanh liêm nên là tôi thuê nhà tôi rất là dễ tính, có ông nào cũng giống như tôi kiểu dạng thuê nhà không check chủng các thứ kỹ nữa không. Thì đầu đuôi nguyên văn là ở cái khu chung cư của tôi ấy, nó lại là một cái khu chung cư theo kiểu dạng là có rất nhiều người nước ngoài và là nhà của họ, họ không ở đây đâu, họ ở nước ngoài nha, nhưng mà họ mua nhà ở Việt Nam sau đó là họ để cho thuê, và có khi là họ để đấy không ấy, xong bắt đầu là họ nhờ một cái bên dịch vụ đấy cho thuê nhà. Mà đéo hiểu sao, tôi thề luôn, ở cái khu tôi ở toàn Tây nó mua nhà ở đất Việt Nam mình luôn đấy. Để cảm giác như kiểu nó mua hết con mảnh đất Hà Đông mất rồi. Thế là bắt đầu nó mua nhà thì nó mua rất là nhiều căn và nó để không ở đấy. Thì sẽ có một cái bên dịch vụ, nó sẽ được bàn giao cái tài sản đấy và nó kiểu là nó trông nhà cho chủ nhà ấy, xong nó cho thuê ấy. Mà có nhiều đứa là nó tự tiện nó cho thuê chứ chủ nhà không cho thuê nhá. Thì là chủ nhà toàn mấy người mẹ mình Kim Jong Un, Kim Jong Un, cái thứ ở bên nước ngoài, Hồng Kông rồi là Trung Quốc, Trung Của gì nhiều lắm. Thì bắt đầu là khi mà ông anh của tôi bảo là tôi tìm hiểu check kỹ thông tin thì lúc đấy tôi mới ngớ người và bắt đầu tôi có hỏi lại cái con bé môi giới cho tôi nhá. Và tôi hỏi là bây giờ chị cho em hỏi là cái thông tin của chủ nhà là bây giờ chủ nhà đâu và thông tin đầy đủ như thế nào. Thì nói thật là từ trước nay tôi thuê nhà tôi đéo tìm hiểu mấy cái thông tin đấy đâu. Ông nào mà không có cái thói quen như thế là cần phải tìm hiểu kỹ nhá. Và đặc biệt là thuê chung cư ấy là các bạn phải check thật kỹ vào. Thế nên là bắt đầu là tôi mới bảo là bây giờ chị cho em xin cái thông tin của chủ nhà. Thì họ cũng bảo là đây, thông tin của chủ nhà đây. À, cái đéo gì nhỉ, mẹ mày Kim cùng đéo gì đấy, tên nước ngoài. Thế xong bắt đầu là tôi mới bảo là thế bây giờ chị cho em xin thêm cái thông tin là chủ nhà này có cái giấy gọi là giấy ủy quyền để cho bên chị cho thuê, hay là có sâu thông tin chụp ảnh passport của cái passport đấy là cái gì nhỉ? Cái thông tin cá nhân của cái chủ nhà, ảnh cũng có thứ, với cả là hợp đồng mua nhà hay là sổ hồng, sổ cái bản photo gì cũng được để nó chứng thực thông tin đây chính là cái nhà của chủ nhà đó. Thì lúc mà tôi nói như thế nhá, là bắt đầu là cái con bé môi giới đấy nó bắt đầu nó đứng người lại, bắt đầu nó khoảng một lúc lâu nó mới trả lời tôi. Thì lúc mà nó trả lời tôi lại thì tôi không biết là nó chuẩn bị cái gì. Thì lúc mà bắt đầu trả lời tôi lại xong ấy thì nó mới bảo rằng là à, đây chị gửi em cái thông tin của cái chủ nhà này đây. Thì đây là bà này là bà ở bà Hồng Kông và bây giờ là bà cho thuê nhà, một cái là bà gửi cho bàn giao ủy quyền ở bên chị. Thế nhưng mà có một cái khó nói ấy, là bây giờ là em phải thông cảm cho chị một tí, rằng là chủ nhà bây giờ tính người nước ngoài người ta khó tính lắm, bảo người ta chụp cái thông tin cá nhân với cả là chụp hồ sơ giấy tờ nhà cửa của họ thì họ bảo là đấy là cái quyền riêng tư của họ, thế nên là họ không cho, họ không lộ để lộ đâu, họ không chụp cho đâu. Thế tôi bắt đầu tôi suy nghĩ, tôi bảo là mẹ có cái đéo gì đâu, chỉ chụp cái thông tin cá nhân với cả là chứng thực kể cả là giấy ủy quyền này kia cho công ty thôi mà làm cái đéo thì khó thế. Thế là nó nhất quyết không chụp các bạn ạ. Thế bà kia bà cứ bảo là nhưng mà chủ nhà nhất quyết người ta không chụp ấy, mọi người không có cách nào lấy được cả. Thế tôi bảo thế bây giờ như này, em nói thật với chị luôn, một là chị cho em xin được cái đầy đủ thông tin của chủ nhà để em chứng thực được rằng là cái nhà này là cái nhà mà chủ nhà họ đã bàn giao cho bên chị và được phép cho thuê một cách đúng hợp pháp thì em mới có thể tiếp tục cái hợp đồng và em thuê nhà được, chứ nếu không là em không thuê đâu.
thì là tôi nghe theo lời ông anh của tôi, và ông anh nói tôi đúng đúng như thế, tôi làm đúng như thế luôn, không sai một ly nào cả. Thì là bắt đầu nó mới lộ ra một vài cái điểm như này, là nó nhất quyết nó không cung cấp được cái thông tin đấy. Nói thật thì cái việc đấy thì nói thật là nhiều người thuê nhà thì chắc là không để ý đâu, đúng không? Nhiều bạn thuê nhà chắc chắn sẽ không để ý cái phần đấy đâu, vì là các bạn tin tưởng hoàn toàn vào cái bên môi giới và bên nhà cửa đấy, đúng không? Thế là tôi bắt đầu với tôi suy nghĩ, và đọc một cái nữa là nó yêu cầu là tiền nhà và tất cả mọi thứ tiền là sẽ chuyển thẳng vào cho cái bên môi giới đấy, cho cái bên họ môi giới đấy nhà đấy, chứ không phải chuyển thẳng vào cho chủ nhà. Thế là làm tôi càng nghĩ ngợi hơn các bạn. Thế rồi các bạn biết cái gì không? Và bắt đầu nói chuyện đôi co và mất nửa ngày trời thì cũng không cung cấp được một cái thông tin nào cho tôi cả. Lại là càng tôi càng suy nghĩ rằng là địt mẹ bọn này dễ có cái chiêu trò lừa đảo. Thì khi mà bắt đầu tôi cũng đang dần dần tôi bảo là thôi thì tình hình này là đéo được rồi, thì nó cứ cố gắng níu kéo tôi, bắt đầu nó dụ dỗ bảo là em cứ thuê đi, cái này thì bên chị sẽ có cam kết và đảm bảo ký giấy đóng dấu cho em các thứ. Nhưng mà nói thật với các bạn nhé, nhiều khi giấy tờ bây giờ đóng dấu nó cũng chưa chắc là địt mẹ mày chắc chắn được, phải có cả sự góp mặt của chủ nhà ở đấy và họ xác nhận thì mình mới tin được chứ. Chứ bây giờ biết đéo đâu được, tự nhiên bây giờ mình thuê nhà xong đúng không, mấy tháng sau đang ở, tự nhiên đâu đó chủ nhà hay là bọn nào nó về nó bảo ơi em ơi đây là nhà của chị đi, vậy em giả nhà chị xong nó đuổi mình ra ngoài, thế là có phải mình mất tiền không? Thì đấy là cái hành vi lừa đảo nhá. Thì bắt đầu vừa mới sau khi mà cái ngày hôm đấy tôi nói chuyện với con bé đấy xong, thì ngày hôm sau cũng ở cái khu tôi ở có một cái thằng đấy như này, nó làm âm hết cả cái khu ở đấy lên, mà nó bảo là bây giờ mày nó chửi nhau âm với cả ban quản lý nhà với cả mấy ông bảo vệ. Thì là có một cái tự nhiên nó bảo là nghe chuyện là nó ở được khoảng tầm nửa năm rồi, thì nó mới đóng tiền nhà 3 tháng mới. Thì tự nhiên một ngày đẹp trời với cả đái, để biết vì sao tự nhiên có người bấm chuông cửa, đứng trước cửa là hai vợ chồng nhà Tây thì mẹ mày Hồng Kông hay Hàn Quốc gì đấy, đứng trước cửa xì xa xì xô mẹ mày iku kim chi yamate cái lồn gì đó. Thế xong bắt đầu là cứ đứng trước cửa bắt đầu gõ cửa, thằng này ra mở cửa ra, bắt đầu hai người nhìn nhau kiểu đắm đuối với đái, xong không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế xong thằng này bà kia gọi bảo vệ lên ấy, bà gọi bảo vệ với cả mọi người lên, bắt đầu ầm lên. Thì là bắt đầu là nói chuyện, bắt đầu đuổi thằng này ra khỏi nhà. Thì thằng này nó bảo là tại nhà tao thuê đầy đủ giấy tờ hợp pháp quá các thứ đây, làm sao nó có chuyện mày tự nhiên như mày lại vào mày đuổi tao ra được. Thì bắt đầu mới ngớ ra là cái bọn thằng này làm việc, nó lại làm việc tất cả là qua môi giới các bạn ạ. Nó làm việc qua mấy thằng môi giới ấy, và nó làm việc qua những cái bọn kiểu như tôi bị dính như này này. Và nó cái ông đấy cũng không yêu cầu chứng thực một cái thông tin nào cả, và không yêu cầu chứng thực bất cứ một cái thông tin nào của chủ nhà. Thế thành ra là khi mà bắt đầu là cứ vào ở xong thế, chủ nhà người ta về người ta đòi, thì bắt đầu nó mang cái hồ sơ mang giấy tờ đấy ra, thì chủ nhà nó lắc đầu nó bảo là đéo, tao không hề cho thuê, và đây nhà cửa tao đây, giấy tờ tao đây đấy, hỏi ban quản lý chủ nhà đấy, tất cả mọi thứ đầy đủ đấy, làm gì có chuyện đấy. Thế là thôi xong. Nhưng mà nhá, cũng đéo hiểu vì lý do tại sao mà cái bọn đấy nó lại có thể lấy được chìa khóa, với cả nó lấy được cung cấp được đầy đủ những cái hồ sơ thông tin với cả giấy tờ cho bọn kiểu là vào thuê mà nó thuê được nhá. Rất là kỳ nhá các bạn, kiểu đéo hiểu vì sao đâu. Tôi cũng thắc mắc, tôi bảo là ví dụ như kiểu nó cần lấy chìa khóa này, thẻ nhà cái thứ, nhưng mà những cái như thế thì nó lấy kiểu gì? Tôi nghĩ là có khi nào nó kiểu nó thông đồng với cả mấy bọn kiểu ở bên tòa nhà không? Chứ bây giờ nhá, thế là sau lúc đấy tôi bắt đầu cũng suy nghĩ, tôi bảo các bạn quả đấy may vẫn là lấy, mà ví dụ kiểu mình mà vội vàng một tí ấy, mà mình kiểu mình đéo tìm hiểu kỹ ấy, là mình ăn đầu bù ăn cứt luôn ấy. Thế là tôi may mắn, tôi bảo thôi dừng lại luôn. Thì đúng ngày hôm sau cái bắt đầu nghe cái vụ đấy, cái là tôi bảo là thôi đéo thuê, nhất quyết là đéo thuê, mình sang mình tìm căn khác. Thế là tôi lại phải tìm thêm một căn khác, thì tôi tìm được căn đấy rồi. Thì sau cái câu chuyện này nhá, tôi mong là những cái ông nào mà đang kiểu dạng đi tìm nhà như tôi ấy, thì các ông chú ý vào, đây cũng là một cái chiêu trò lừa đảo mà nó cũng mới xuất hiện đâu. Tôi nghĩ là nó có lâu nhưng mà tôi chắc lần đầu tôi gặp. Nhưng mà các bạn mà chỉ cần lơ đãng mà các bạn không để ý thì chắc chắn kiểu gì các bạn cũng sẽ mất tiền oan. Thề luôn, nguy hiểm cực kỳ luôn đấy.